Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Bộ Kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 10. Nay là ngày 7 Tây tháng 4 năm 2020. Là kỳ thứ 10 chúng ta học về Kinh A Di Đà. Thưa chú huynh đệ, là cái bài học vừa qua đó thì mình đã học tới cái vấn đề mà tiếng chim nhắc nhở cái tiếng Pháp, gọi là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, để sanh cái lòng kính tinh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Các huynh đệ biết cái chữ niệm á, như tôi có phân tích là chữ niệm ở trên chữ kim, ở trên là bộ kim, ở dưới là bộ tâm. Như vậy thì cái chữ niệm Phật hay là niệm Pháp, niệm Tăng là muốn nhắc nhở cho chúng ta trở về với cái đương niệm hiện tiền. Trên cái bộ kim rõ ràng, không có cái chữ niệm, không có cách viết nào khác hơn cách viết đó. Nó xuất phát từ cái tâm, đành rằng nó xuất phát từ cái tâm, nhưng mà nó đương hiện tại. Mình niệm để mình nhớ lại, nhớ. Mà nhớ đây thì các vị nhớ là một niệm, thường nói một niệm nó sanh diệt. Một niệm nó đã thuộc ba thời, cho nên cái chữ niệm này nó đặc biệt lắm. Mà quý thầy tại vì tiếc, quý thầy hà tiện, quý thầy không dám đem ra để hướng dẫn cho Phật tử. Quý thầy để dành, để cho Phật tử tự cố gắng tìm hiểu. Chứ còn thật sự mà nếu nói niệm Phật để được về Tây Phương Phật, về giảng sanh, đó là còn cái sự trông chờ. Mà các vị biết, nếu nói về cái mặt khoa học chứ đừng nói về mặt Phật học. Một cái mà tôi nghe, mà tôi vỗ cái bàn cái bóp như thế này nó đã ba thời rồi đó. Vừa nghe cái bóp, vừa nghe cái bàn, cái tiếng bàn nó kêu một cái bóp như vậy nó đã có ba thời. Nghe tiếng kêu đó là thuộc về quá khứ, mình vừa kêu thôi là nó thuộc về quá khứ. Nghe như tưởng như hiện tại nhưng mà thuộc về quá khứ, và nó chuẩn bị dần mất trong tương lai. Một cái khẽ móng tay như thế này thôi nó đã là ba thời. Như vậy chữ niệm của Phật giáo là làm sao mà cái tâm dừng ngay cái hiện tại rồi thì mới gọi là niệm. Cho nên bài học vừa qua thì nhắc nhở cho ta ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo. Ta thấy rằng ta thương Đức Phật mà nói theo cái kiểu trần đời á. Một vị Thế Tôn, một vị gọi là cha lành. Các vị nghĩ rằng Đức Phật ngày xưa khi mà thành tựu một vị Phật rồi giáo hóa chúng sanh, rồi thành lập đủ ba cái ngôi nhà Tam Bảo, gọi là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đó là Phật đó, Pháp Bảo là những lời dạy của Đức Phật, Tăng Bảo là những vị tu hành xuất gia tu hành mà thành tựu là hớn quả, gọi là Tăng Bảo. Cái tiếng Tăng nó rộng lớn lắm. Nếu như mà cái thời Đức Phật thì ba cái ngôi vị Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là những vị thành tựu đạo quả thì mới gọi là Tăng Bảo. Rồi cái thời này chúng ta không có gặp Phật bằng xương, bằng thịt, thì bây giờ cái chữ Tăng Bảo của thời nay nó phải là đòi hỏi những vị có tâm hồn lớn, gọi là có cái tâm Bồ Tát. Như vậy thì đối với các kinh Tạng Đại Thừa, những vị Bồ Tát là biểu trưng cho Tăng Bảo. Cho nên nếu như các vị lại Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, như vậy đó là Tăng Bảo, có Tăng Bảo trong đó. Bởi vì Bồ Tát là biểu trưng cho Tăng. Thời Đức Phật còn tại tiền thì vì có cái ngôi vị Phật hiện tiền đó, Phật bằng xương, bằng thịt đó, lịch sử đó, thì để nói lên hình thành ba ngôi Tam Bảo thì Phật là ông Phật, còn Pháp là lời dạy của ông Phật đó, và Tăng là những vị tỳ kheo mà tu hành chứng đắc đạo quả đó. Còn thời của chúng ta ngày nay thì như chúng ta hiểu là Phật Bảo có nghĩa là cái pháp tánh thường trụ hay là Phật thường trụ, đó là nói về pháp thân. Pháp thường trụ là cũng là những lời dạy của Đức Phật, nhưng mà cũng là pháp thân. Và Tăng thường trụ ngày nay là đòi hỏi những người có cái tâm hồn cao thượng, tâm hồn rộng lớn, viễn ly được trần lao sanh tử thì gọi là Tăng Bảo. Còn cái Tăng Bảo mà thường trụ thế gian thì quý vị quan niệm là quý thầy có thọ giới tỳ kheo, có 4 chúng trở lên, 4 vị trở lên, thì đó là Tăng Bảo thường trụ thế gian. Nhưng mà Tăng Bảo thường trụ xuất thế gian là đòi hỏi những người có tâm hồn lớn. Đó là cái vấn đề. Thì các vị biết Đức Phật ngày xưa thương Ngài cái chỗ là Ngài khi mà hình thành ba ngôi Tam Bảo rồi Ngài nhận chúng đệ tử xuất gia, nam tu sĩ, nữ tu sĩ vân vân rồi đó. Thì thật sự ra là nếu nói về bận biểu thì Ngài cũng không phải là chuyện Ngài không bận biểu đâu. Nhưng mà đối với Ngài, cái sự bận biểu của Ngài, cái sự thương quý của Ngài, cái sự lo lắng của Ngài, thì đó là một cái trách nhiệm. Trách nhiệm để mà giáo hóa, để dạy dỗ. Bởi vì khi mình nhận đồ chúng, mình nhận đồ đệ, mình nhận chúng đệ tử, thì bây giờ mình phải có trách nhiệm. Cho nên cái trách nhiệm của các vị mà làm thầy á, thì các huynh đệ biết là không có vừa đó. Bởi vì dạy đệ tử mà không rõ ràng, không căn bản, dạy đệ tử mà nó không thành tựu được đạo quả, đó là lỗi tại ông thầy. Cho nên á, Chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư nói câu rất là: thà làm tên đồ tể còn hơn là làm thầy dạy đệ tử bất nghiêm. Ai cũng biết cuộc đời những người mà làm cái tên đồ tể có nghĩa là làm cái những cái nghề như gọi là đâm heo, thuốc chó vân vân, thì ai cũng nghĩ là cái nghề đó là tội lỗi chứ gì. Nhưng mà thà làm tên đồ tể như vậy đó, nhưng mà vậy mà nó không có tội lỗi bằng cái làm thầy mà dạy đệ tử không nghiêm. Cái gì thấy ghê chưa? Thà làm tên đồ tể. Cái gì quan hệ cho tôi sửa cái đèn một chút. Thà làm tên đồ tể hơn là làm thầy mà dạy đồ chúng, dạy đồ đệ bất nghiêm. Cho nên các vị nhớ, đừng có ham làm thầy. Tôi có lời chia sẻ với mấy huynh đệ trẻ ngày nay, đừng có ham làm thầy. Mình làm huynh đệ, mình làm đồ chúng, mình làm quyến thuộc dạy đạo, đừng ham làm thầy. Làm thầy cái trách nhiệm nó nặng nề lắm. Mà dạy không được, dạy không đúng ngữ nghĩa kinh, dạy không đúng chân lý là ông thầy đó lãnh đủ. Đào tạo Những người mà không có đúng về chánh pháp thì coi như ông thầy đó chịu cái tội, chịu tội rất lớn đối với Tam Bảo, chịu tội rất lớn đối với nhân quả, chịu tội rất lớn đối với thế gian này. Rồi cái chữ niệm thôi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là cái chữ tín trong đạo Phật thôi, mà chúng ta không có phân tích tường tận, không giải rõ tường tận, nói hành, nói tội, nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc, để cho Phật tử nó cuốn cuồng, thì thành ra mình chịu tội hết. Tội với lương tâm, lương tri, tội với lương thường đạo lý, tội với chân lý chánh pháp, tội với luật nhân quả. Cho nên cái Kinh A Di Đà này thì như tôi đã nói với các vị đó, thật sự mà nói hình thành nên cái Tịnh Độ Tông á, đại đa số là do các vị thiền sư. Do các vị thiền sư mà hình thành Tịnh Độ Tông. Thí dụ như Ngài Huệ Diễn cũng là một thiền sư. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ cũng là một thiền sư. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ viết ra cái bộ Tông Cảnh Lục. Bộ Tông Cảnh Lục mà tới 100 quyển. 100 quyển mà sau đó vua Ung Chính soạn lục lại còn 10 quyển. Tuyệt vời lắm. Các huynh đệ nào rảnh á, tôi thật sự nói thiệt là tôi cũng không có thời giờ nữa. Các huynh đệ nào còn trẻ rảnh á, đi tìm cái bộ Tông Cảnh Lục của Ngài Huệ Diễn. Huệ Diễn thiền sư chứ không nói Huệ Diễn Tịnh Độ sư à. Ủa xin lỗi, cái gì của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Sau khi Ngài một vị thiền sư rồi, Ngài mới thấy rằng cần nhắc nhở cho đồ chúng cái căn cơ để mà niệm Phật tu hành. Thì Ngài mới kêu gọi mọi người niệm Phật. Mà niệm Phật như tôi đã nói là không phải cái niệm Phật kiểu chúng ta ngày nay, mà niệm Phật để rồi tụng Phật, để tốt tụng Phật. Niệm Phật là phải niệm vậy đó. Bởi vì cái sự hình thành của Kinh Tạng Đại Thừa đó, thì ban đầu thì như tôi đã giới thiệu chiều hôm qua đó, là ban đầu là giới thiệu cái cảnh đấu xuất Đà Thiên của Ngài Di Lặc. Ban đầu giới thiệu cái cảnh đấu xuất Đà Thiên của Bồ Tát Di Lặc. Thành ra ai cũng thấy cái cảnh đời này là đau khổ, là phiền lụy, là tang thương, là vô bể. Cho nên ai cũng nói thôi để phát nguyện để về cái cõi, ráng mà tu để về cái cõi đấu xuất Đà Thiên để cùng tu với Bồ Tát Di Lặc. Cho khi nào mà Bồ Tát Di Lặc mà đủ nhân duyên phước đức thành Phật thì cũng nhờ, gọi là ăn ké, nương nhờ cái phước đức. Cho nên ai cũng phát nguyện long qua tam hội tương phùng. Mãi nó kéo dài cho tới thế kỷ thứ 7, Huyền Trang Pháp Sư đem cái bộ Duy Thức đó của Ngài Thế Thân đem về Tàu đó, là đời Đà Đường đó, thế kỷ thứ 7. Các vị biết rằng là thật sự ra là Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư là ngang cái thời với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, chứ đâu phải mà nhỏ hơn đâu. Đường Tam Tạng Pháp Sư là cái thời của đời vua Đường Thái Tông, mà Đường Thái Tông là gọi là đường là lý Thế Dân á, mà Lý Thế Dân là khởi đầu, là coi như là thủy tổ của đời Đường. Mà Lý Thế Dân rồi tới Lý Trị rồi sau Lý Trị chết thì bây giờ Tắc Thiên là đời nhà Chu. Đời nhà Chu thì mới là cái thời đó mới có cái Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy nếu nói một mặt là Ngài Huyền Trang là ngang cái thời đại niên đại với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, chứ đâu phải là Huyền Trang là xa xôi sau này gì đó đâu. Nhưng mà các vị thấy cái sự truyền thừa của Phật giáo Bắc truyền thì đời sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma qua Đông Độ là đời thứ 28, đời thứ 29 là Tổ Huệ Khả, tới 30 là dân dân cho tới kéo dài. Đó thì các vị thử nghĩ nó kéo dài tới 33 thì tới đời Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng. Thì cái trở lại cái thời vào thế kỷ thứ 7 thì các vị biết rằng là vua Đường Thái Tông là mời Huyền Trang gọi là làm cũng như quốc sư và lập cái hàng lâm viện. Thì chính Đường Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư là dịch cái bộ Duy Thức Tông mà mở ra cái hệ phái gọi là Pháp Tướng Tông. Thì lúc cái này, cái thời kỳ này cũng còn nặng nề về cái hình thức là muốn cầu nguyện để tu hành, để được lên cõi trời đấu xuất đà thiên cùng với Bồ Tát Di Lặc ở trên đó tu luyện. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc là đang mở cái trường, đang mở cái lớp dạy ở trên đó, cho nên chính ở trong cái Duy Thức cũng nói là phái thân Bồ Tát cũng như Vô Trước, hai huynh đệ, hai anh em ruột á, lên cung trời đấu xuất học với Bồ Tát Di Lặc. Thì chúng sanh ở trần giao la gian này mà nghe nói như vậy là trong ngóng, là mong chờ, là hy vọng được lên cõi trời đấu xuất học với Bồ Tát Di Lặc. Đây là tôi nói về cái mặt tạm thời, dĩ nhiên tôi nói chưa hẳn là hoàn toàn đúng nghe, nhưng mà nói ra vậy đó, có khi tôi nói đúng, có khi cũng nói cũng chưa hẳn là đúng, để chi, để cho các nhà nghiên cứu cũng như các huynh đệ trẻ sau này đó nghiên cứu có phải vậy không? Về mặt lịch sử nó vậy không? Rồi sau đó thì các vị nên nhớ là đầu tiên thì nó khi mà cái Phật giáo phát triển mà truyền thừa từ ở Tây Trúc mà qua Đông Độ thì các huynh đệ nhớ là đại đa số thời bây giờ là chỉ truyền thừa những cái gọi là bộ luận thôi. Rồi sau đó thì nó hình thành đủ kiểu, đủ cách, cho nên nó mới nảy sinh, nó gọi là bộ kinh, những bộ kinh tạng đại thừa. Cho nên như lúc đó là ban đầu là về nói về đấu xuất đà thiên, tới thời kỳ thứ hai phát triển lên thì bắt đầu có bộ kinh Dược Sư xuất hiện. Kinh Dược Sư xuất hiện thì nói về cái cõi Tịnh Lưu Ly. Và Phật Dược Sư có 12 lời nguyện, cho nên bắt đầu chúng sanh họ ồ nhau, họ thấy ồ, đi về cái cõi Phật Dược Sư này có lý hơn à, đi về cái cõi này là cõi Tịnh Lưu Ly à, cõi này là toàn là lưu ly. Bởi vì cái thời kỳ mà thế kỷ thứ 3 đó thì vàng với bạc đó, nó không có quý giá bằng hổ phách, không có quê hóa bằng lưu ly, sa cừ, mã não, ngà voi, không có quý bằng mấy cái lưu ly đó. Cho nên vàng bạc lúc đó là vàng họ trao đổi với nhau, họ còn bẻ ra họ trao đổi với nhau. Bạc thì xài bằng bạc chì, bằng bạc, vân vân, cho nên là xài bằng cái đồng ten đó. Cho nên là vậy mà cái thời kỳ đó phải dung nhiếp với cái cùng với thời kỳ phong kiến của xã hội, thì lấy cái lưu ly là chính. Cho nên mới giới thiệu rằng ở cõi Đông Phương đó có một vị Phật tên là Dược Sư. Vị này trước khi mà tu hành cái đạo Bồ Tát có phát 12 đại nguyện thanh tịnh để chở che, để ban bố, để cứu vớt chúng sanh. Cho nên từ đó mà tất cả mọi người mới hùa nhau cầu xin về cái cõi Đông Phương Dược Sư Tịnh Lưu Ly. Bởi vì tại sao vậy? Ý nói rằng tâm phàm phu á, cứ mọi việc đều lấy cân hoặc thúng mà đo lường đong điếm, nên hùa nhau. Tâm phàm phu nó vậy đó, bởi vì bây giờ về cái cõi đấu sức đà thiên thì về cõi đó chỉ cái được ăn, được uống, được hưởng thụ cái gì đó thôi, chứ đâu có được mà nằm ở trên cái đống lưu ly. Rồi cái cũng cõi đấu sức đà thiên cũng chưa có nói vị giáo chủ nào. Cái cõi đó thì lên đó cõi trời đó, được ông Phật Di Lặc, ông Bồ Tát Di Lặc ông dạy thôi. Vì vậy mà cho nên mới kêu gọi mọi người thôi bây giờ nên xin về cái cõi Đông Phương Dược Sư Tịnh Lưu Ly đi. mà cái kinh thì giới thiệu rất rõ ràng là cõi đó có Phật Dược Sư, rồi có hai vị Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, là hai bậc thượng thủ. Rồi trong đó có 12 thần tướng Đại Dược Xoa là hộ trì, là bảo hộ, là coi như là thần tướng ở trong đó. Cho nên mình nghe như vậy thì mình chắc ăn quá rồi, cho nên mình bắt đầu lấy cái tâm phàm ra tiếp tục, mình gọi là cân đo đong điếu. Là mình phải cân thì thôi về Tịnh Lưu Ly ngon hơn. Cho nên nguyện, coi như nguyện sinh sang cõi Phật Tịnh Lưu Ly, để rồi giải quan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng tràn phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kết. Dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ, dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phật. Coi như là hết lòng tha thiết về cái cõi Đông Phương Dược Sư Tịnh Lưu Ly. Sau hai thời kỳ đó thì khoảng thế kỷ thứ tư, thứ năm Tây Lịch, thì bắt đầu lại cái xuất hiện bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ bắt đầu xuất hiện ông Di Đà, Phật Di Đà. Bây giờ kinh Vô Lượng Thọ thì giới thiệu Phật Di Đà có 24 lời nguyện. Thì cái này là bắt đầu tiếp tục cái tâm phàm phu đem ra cân đo đong điếm. Thì trong khi Phật Dược Sư phát có 12 lời nguyện à, mà bây giờ Phật Di Đà tới 24 lời nguyện lắm. Nguyện nào cũng lắm quay thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Vì thương thế giới bất bình nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi. Thầy là Bảo Tạng Như Lai, bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Sa Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Coi như ngon quá thôi, cõi Ta Bà này khổ quá khổ. Khổ nào là khổ hành khổ hoại, khổ nào là sanh già bệnh chết, khổ nào là cầu không được, khổ nào là ghét gặp nhau, khổ nào là thương xa lìa, khổ nào là ngủ ấm xí thành, khổ đủ thứ, đủ kiểu, đủ cách khổ. Cho nên thôi, nguyện không chơi của Ta Bà này nữa. Bởi vì Ta Bà là kham nhẫn, mà kham nhẫn nghĩa là chịu đựng, mà chịu đựng nghĩa là chịu đựng những thứ bất bình, bất mãn, bất như ý, bất an, bất ổn, toàn là bất không mà thôi, bỏ. Nguyện sanh về cõi Tịnh Độ để gặp Phật Di Đà. Bởi ông Di Đà này có 24 lời nguyện. Ông Di Đà này gấp đôi ông Phật Dược Sư. Dược Sư có 12. Rồi cái một thời gian hình thành dần cho tới ngày nay ông Di Đà có 48 lời nguyện. 48 lời nguyện. Nó lên tới gấp 4 như vậy đó. Gấp 4. Cho nên tất cả cũng tiếp tục cân đo đong điếm, mà hè nhau, mà khấn niệm, mà sinh sang về cái cõi Tây Phương. Cái cõi mà ảo đi, chứ cái cõi Đông Phương nó rực sáng, cõi Đông Phương nó chiếu sáng quá. Tịnh Lưu Ly mà gặp cái sáng này thì coi như nó không hợp. Cho nên thôi hè nhau về cái cõi Tây Phương. Thế thì cái thời kỳ này, vàng bạc nó quý hơn Lưu Ly rồi. Bởi vì thời kỳ này nó giao thoa của các cái quốc gia với nhau. Bởi vì cái thời kỳ này nó mạnh nhất là cái thời kỳ mà gọi là các nước nó giao thương, nó hiệp thương, nó qua lại với nhau, cho nên nó trao đổi với nhau bằng vàng bạc. Cho nên thời kỳ này phải trở lại là giới thiệu là các vị mà muốn có an lành, có hạnh phúc thì các vị phải có 7 báo là vàng bạc lưu ly pha lê. Vàng bạc đi đầu. Đó là những điều mà tôi nói sự thật, để cho các anh em huynh đệ sau này có điều kiện, còn trẻ, còn có điều kiện nghiên cứu, còn có điều kiện học tiếng Anh, tiếng U, có điều kiện để nghiên cứu. Đó là sự thật. Thì các vị biết rằng là khi mà Tổ đưa ra đó, phương tiện để dẫn cho chúng ta tới cứu cánh, nhưng mà vì cái giai đoạn ngày nay đó, nó thấy cái chuyện cứu cánh đó, nó không có lợi cho mình, mà cái sự mà đưa ra cái cứu cánh đó, để cho người được hiểu, được học, được thông cũng không bao nhiêu. Vì vậy thôi thì mấy thầy cứ phương tiện tới đi cho nó khỏe, nó cũng không mít lòng ai, ai chết mặc ai ngu nó chịu. cứ việc miễn sao mà Phật tử tới chùa hả, sống thì cầu an, chết thì cầu siêu, kệ đó, kiếm 5 ba đồng, 5 ba cọc gì đó. Nhà giàu thì nó kiếm, nó cúng vàng ký, nó cúng vàng cân, nó cúng đô la sấp, nó cúng nhiều. Còn nghèo đi nữa nó cũng cúng 5 ba chục, thôi kệ cũng được, lợi gì cũng không có hại ai, tại nó ngu nó chịu. Cho nên thôi thì cứ lấy cái phương tiện đó mà sống cho nó khỏe. Mà Phật tử nó tới nó cúng dường, nó nhờ mình cầu, được không không được gì nó cũng có chút an, thì thôi điều này tốt hơn. Cho nên vì vậy mà thôi, sống theo cái pháp phương tiện thì nó dễ sống hơn, thậm chí đã dễ dàng sống hơn. Còn muốn xây dựng cái gì cũng được, mượn cái cứ mượn ông Phật đó ra mà cứ nói là xây dựng nhà vãng sanh, xây dựng nhà hộ niệm, xây dựng từ đường, xây dựng cái gì cũng được, cũng nhờ cái phương tiện đó. Cho nên như vậy mà đâu có ai dạy mà rời xa phương tiện chi cho phải cực khổ, phải nặng đầu móc óc, phải tìm tòi kinh điển, phải lão thông kinh tạng, phải kêu bằng biện tài vô ngại, giảng kinh thuyết pháp vô đại thừa cứu cánh chi cho nó mệt. Cho nên nó các vị biết rằng cứ vậy mấy thầy cứ việc chịu khó, tối tụng kinh Di Đà, khuya rảnh thì tụng Lăng Nghiêm, chiều thì ai rảnh thì tụng được thời Mông Sơn, không rảnh cứ lên là nhữ đẳng rồi thôi tối cứ tụng kinh xuống. Rồi Phật tử nó lo gì cho ăn, ăn xong rồi cái là tréo chân ngủ, ngủ vậy thôi, ngủ thẳng giấc, đâu có cần phải lo toan tính toán chi cho nó mệt. Rồi đã vậy mà mấy thằng thầy chùa bày đặt giảng sư, bày đặt cà chớn, đem chánh lý ra mà giảng. Cho nên á, đụng tới tao là tao quýnh cho sanh tử lửa, đụng tới nồi cơm của tao là tao không tha, coi như là mày, tao phải tìm cho ra cái điểm nào yếu của mày để mà tao gửi lên cho Phật tử nó thấy cái mặt mày vậy đó. Mày ăn no rồi mày không muốn làm như tao, mày tối ngày bày đặt mày nói chánh giáo, mày nói chánh lý, cho nên tao phải triệt mày bằng cách này cách khác. Mày để cho tao ăn no ngủ kỹ để tao rựng mở, mày không để, mà mày cứ mày chơi, mày đem ra mày phơi bài. Tao xây dựng cái gì kệ tao, tao mua đất mua điền kệ tao, tao làm doanh nghiệp kệ tao, mày cứ mày phơi bài ra hoài. Mà mày phơi bài là tao đập mà tao có đồng tiền là tao đập, là mày làm thao lợi tao. Cái thứ Phật tử nó ngu si, nó vô trí, nó ngục, nó ngu. Cho nên hãy tao đưa cái xấu của mày lên thì nó sợ cái nó xa lánh mày, cái nó quay về với tao. Cái chủ trương của tăng sĩ, của tu sĩ ngày nay là vậy đó. Ngày nay là cái giá trị của những người giảng sư pháp sư nó coi thường lắm, bởi vì cái đám mà ăn sỏi ở thì cái ăn dơ ở bẩn, cái đám mà chỉ lợi dụng cái cơm của đàn na, gạo đàn na, tiền bạc đàn na tính thế, nó đâu có tha. Tao cứ ngày tao tụng thời kinh vậy là ai cần cầu siêu là cầu siêu, ai cần cầu an hả cầu siêu. Mà đám nào giàu thì Địa Tạng, mà đám nào vừa tụng Di Đà, mà đám nào nghèo quá tao đại bi Bát Nhã niệm Phật cho nó rồi. Mày đem mày môi mày móc ra, cho nên tao quýnh. Mày không để cho tao ăn no ngủ kỹ, mày không để cho tao ăn no tao đếm tiền, tao ngủ kỹ khuya tao dậy tao đếm tiền, mà mày cứ môi móc ra hoài là tao quýnh. Vậy đó. Để cho Phật tử nó ngu dễ trị chứ, ngu dân dễ trị mà. Cái tư tưởng xưa nay của người thế gian hồi nãy là ngu dân dễ trị, chứ còn nó thông minh sao trị nó được. Cho nên như vậy tôi nói một cái chữ tính thôi. Cái chữ tính, tấn, niệm, định, tuệ gọi là ngũ căn. Mà nếu ông thầy mà dạy mà không rõ ràng thì coi như Phật tử nó lờ mờ. Cứ tưởng đâu tính, cứ nói là đức tin là mẹ đẻ ra là muôn vàng công đức. Đức tin biết rằng tin là sanh ra muôn vàng công đức, nhưng mà tin cái gì? Cứ nhiều đó, cứ với thầy cứ nói đức tin là sanh ra muôn ngàn công đức, các vị cứ tin đi rồi cúng dường đi, rồi cứ đóng góp đi, tin đi. Tin cái gì? Tin cái gì mà sanh ra muôn vàng công đức? Khi nào cái đức tin mà tin chính khả năng mình có khả năng thành Phật, tin mình là có khả năng tu hành để trở về với cái vai trò Phật, thì cái đó mới là đức tin chân chánh. Còn cái đức tin mà kiểu như tin là đụng đâu cúng đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu xin đó, đụng đâu năn nỉ van nài đó, đụng đâu tâu sớ tâu điệp đó. Các vị nên nhớ rằng ông thần mà có thần, mà thần chân chánh còn không ăn hối lộ, đừng nói chi Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mà ăn hối lộ hay sao? Mà phải tâu sớ, tâu rỗi, tâu điệp, tâu này kia, tâu đủ thứ. Vậy thì những người không tâu đó là những người kêu trời không thấu hay sao? Những người mà không có tiền tâu sớ là kêu trời không thấu à? Coi như là Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền bỏ người ta hết à? Ông thần mà thanh liêm, bởi vì nó là sanh di tướng, tử di thần. Coi như ông thần mà thanh lương á, người ta một vị tướng sống coi bằng coi thường cái chết, kêu bằng gì đó, chém tướng độc cờ giữa xa trường, anh dũng, coi thường cái chuyện tử sanh, cho nên vì nước vì non cho nên chết mới được phong làm thần. Thì ông thần đó còn sống cũng không có mà nhục, bởi sự gọi là sanh vi tướng, tử vi thần mà. Cho nên đây, nhị cơi cái gì đó, tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc, hậu long nghi bất kiến đệ huynh, đến anh hùng đâu ngại lẽ tồn vong, chết tức tuổi ngàn năm còn chí hận. Có nghĩa là đến anh hùng không ngại lẽ tồn vong mới thành thần, nguyên khí thành thần. Thì thần kia là cũng không ăn hối lộ, thần kia là thanh liêm, là liêm khiết, là trí công vô tư, là trọn trung, trọn hiếu, trọn tình mới thành thần. Thì không lẽ nào Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền thua ông thần đó sao? Mà phải có tâu rỗi, phải có gian nài, thì phải có cúng dường, Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mới gạt cái tội, mới xóa cái tội, mới ban phước. Còn nếu không có tiền cúng dường, không có khả năng gọi là cắt cổ kêu trời không thấu, rồi Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền bỏ hết hay sao? Nếu mình tin như kiểu đó thì mình học Phật làm cái gì? Mình theo đạo Phật làm cái gì? Mình cứ theo đạo nào đó thôi, chứ đừng theo đạo Phật. Theo đạo Phật đã tin Phật, nên nói tôi tin có Phật gửi mình một bề lính giữ theo lành mà thôi. Mình tin có Phật, mình gửi gắm cho mình cho Phật, thì chỉ con đường duy nhất là lánh giữ theo lòng. Ngoài cái chuyện đó ra thì hướng đến cái mục tiêu cuối cùng là giải thoát giác ngộ, chứ còn không có lặng nhặn gì khác hết. Cho nên tin là tin vậy đó. Cũng như cái đức tin ở trong cái kinh Di Đà này là tin là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tin là chính mình là có tự tánh Di Đà, tin mình có khả năng thanh tịnh, tin tâm ta thanh tịnh, thì tin được như vậy là chắc chắn nơi đó có tịnh độ. Tính tha là tin ngoại cảnh bên ngoài, sự thật sắc thinh hương vị xuất pháp là nguyên nhân là làm đau khổ cho những ai và không cho những ai. Do vậy cho nên vô minh bao phủ sáu căn nên bị nó thành trần. Mà bây giờ mình không như vậy nữa, mình quá quán đổi nó, mình chuyển vời nó trở lại cái tự tánh nguyên thủy của nó, gọi là sáu cảnh. Mà sáu cảnh nó chỉ hiện hữu tồn tại một cách khách quan, không hề làm đau khổ cho ai. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy, không có đau khổ. Nhưng đau khổ là tại mình không làm chủ được sáu cảnh. Cho nên tính tự, tính tha, rồi tính nhân, tính quả. Chúng ta phải tin nhân quả. Hãy nhân lành thì hưởng lành. Vừa nghĩ đến điều lành là tâm hồn thấy an nhàn, thanh thoát. Còn nghĩ đến điều ác là trong tâm hồi hộp, lo âu. Cho nên khi nào mà tâm các vị mà nghĩ cái điều gì mà không hồi hộp, lo âu là quý vị biết, ồ, mình đang nghĩ điều lành đó. Còn mình nghĩ cái gì mà tâm mình nó khó chịu, nó bức rứt, nó xốn sang, nó trăn trở, nó hồi hộp, nó lo âu là biết mình đang nghĩ cái điều này là chưa hẳn là lạ. Mình kinh nghiệm cái sự sinh hoạt thực tại của chính mình xem. Lúc nào mà mình muốn hại ai đó, mình muốn trù dập ai đó, là lúc đó mình bất an, mình lo sợ. Khi nào mà mình hoan hỷ, mình tha thứ, hoặc mình muốn ban bố cho ai những điều lợi ích, thì tâm ta tự vui mừng như trút được cái gánh nặng vậy. Vậy cho nên cổ nhân có dạy là thiện ác di báo như ảnh tùy hình. Tôi mà nói thiệt các huynh đệ, mà tôi bữa nào mà tôi giảng mà nói thẳng ra, nói được cái ngữ nghĩa kinh rồi, tôi nói nhẹ làm sao đâu, như là gửi được cái tâm tư của mình, cái tấm lòng mình đối với đạo, đối với nền giáo lý nhà Phật. Đó là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, là tính sự, tính lý, vân vân. Đó là 6 cái đức tin ở trong nhà Phật. Bây giờ mình nói về cái thất bồ đề phần. Cái tiếng chim mà cõi cực lạc có nhắc nhở ta 7 phần bồ đề. Các vị nên nhớ 2 chữ bồ đề có nghĩa là tánh giác. Mình học chữ nào mình nhớ về chữ bồ đề là tánh giác. Bảy cái cách tu mà mình cần có sự tỉnh thức giác ngộ thì gọi là bồ đề phần. Thứ nhất của bồ đề phần là trạch pháp. Trạch pháp là ta biết chọn lựa bằng cái cặp mắt huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Nhớ là trạch pháp là phải bằng huệ nhãn trở lên. Nhớ là ngũ nhãn nó có nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Nhục nhãn là cặp mắt của ông bà cha mẹ mình sanh ra mình đây. Mình nhìn cặp mắt này, cho nên mình nhìn bằng cặp mắt này, nó là cửa sổ của tâm hồn. Cho nên 4 mắt nhìn nhau tuôn trào gì đó, máu lệ. Nhiều khi 4 mắt nhìn nhau mở ra cửa sổ tâm hồn, còn có khi 4 mắt nhìn nhau tuôn trào máu lệ. Đây là nhục nhãn. Nhục nhãn cho nên mình thấy nó lờ mờ. Mình thấy cái gì mà nó vừa ý mình, cái nó lờ mờ. Giống như cặp mắt mình nó sáng suốt vậy nè. Mà các chị nhớ hồi còn trẻ đó nha, hồi còn thở nam thanh nữ tú, mình thấy cái cô nào mà mình vừa ý rồi một cái đó, cái tự nhiên á, cái mắt mình nó thấy cái nó lờ mờ, nó mắc cỡ, nó liêu, nó coi như nó lén lén nó nhìn phía sau. Rồi cái gặp người đó nhìn mình, cái rồi mình lờ mờ, mình giống như là bị đánh rú rượi. Cái tối cái mình nhắm mắt về mình ngủ, mà mình ngủ đâu có được. Mình nhắm mắt cố tình ngủ mà cái tròng con mắt nó đưa lên cái ý thức, nó cứ nhớ cái hình ảnh người đó hoài vậy, nó gọi là ý trung nhân. Cái là nhục nhã. Còn nếu mà mình gặp cái chuyện gì mình không ưa rồi đó, mình liếc ngang, mình liếc dọc, mình liếc tới, mình liếc lui, mình liếc có nửa con mắt, liếc trợn trắng con mắt, liếc thì đều lồi tròng con mắt. Thương đó thì mình chớp, ghét thì mình liếc, mình trợn, mình trừng. Cho nên các Phật tử nhớ, các Phật tử ráng mà nếu ở trong này mà lỡ có ai mà cái nghiệp đời này sanh ra mà lé đó thì cũng đừng có giận tôi nghe. Tôi nói thiệt. Còn nếu mà không có đó, trong này mà ai cũng được con mắt đàng hoàng hết đó, làm ơn nhớ đừng có liếc. Liếc mà liếc ngang, liếc dọc trừng là kiếp sau nó lé, nó quả báo. Mình có ghét ai đi chăng nữa thì mình cũng ráng làm sao chứ mình đừng có liếc. Mình đừng có liếc mà gọi mình hái. Mình là Phật tử rồi, cho nên mình có buồn, có giận, có ghét, thương gì đó nó cũng vừa vừa thôi. Đừng có làm quá, đừng có ghét ai cái là cho roi, cho giọt. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, ghét ai ghét cả đường đi lối về. Đừng có ghét ai cái là liếc ngang, liếc dọc, liếc. Cho nên bởi vậy cái quả báo mình liếc tầm bậy tầm bạ, mình liếc mà mình trừng, mình đem cái tâm thù hận á, kiếp sau coi như là mình nhìn bụi mía mình thấy bụi hành, mình nhìn bụi chanh thấy bụi ớt. rồi nó trợn tròng con mắt lên, vậy nó trợn trắng, vậy mình nhìn người ta sờ sờ, vậy người ta tưởng đâu mình nhìn ta, nhưng mà không phải, mình nhìn thế bên kia. Vậy mà tôi nhắc các vị là đã là Phật tử rồi thì đừng có liếc. Dĩ nhiên ai trên cuộc đời này chúng sanh thì cũng phải có cái tâm buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, nhưng mà vừa vừa thôi, mình giảm. Mình tu có nghĩa là mình giảm. Mình giảm cho tới khi nào mình hết, không còn những cái nghiệp xấu xa đó thì mình thành Phật. Chứ tôi không bắt các vị, không có kêu gọi các vị là tu thành Phật liền. Thành Phật liền đời này tò sen đâu mà đủ sản xuất. Giống như cái con corona bây giờ coi như là nó hoành hành cả thế giới đảo điên nó. Các cái lò thiêu mà sản xuất cái lò thiêu để thiêu không kịp mà. Mà bây giờ mà kêu gọi các vị mà tu hành mau mau để thành Phật liền là không kịp sản xuất cái tòa sen cho các vị ngồi đâu. Từ từ. Cho nên mình tu hành nghĩa là mình giảm những cái vọng tâm, vọng tình, vọng thức. Mình giảm xuống từ từ. Mình hóa giải từ từ. Đừng đòi hỏi ai tu hành thành Phật liền trong đời này hết, chuyện nó không có. Đức Thế Tôn ngày xưa 8.000 lần có xuống cõi Ta Bà này đó. Trong Kinh Bồ Tát Phạm Vọng nó 8.000 lần Đức Phật có mặt cõi Ta Bà này đó. Cái thành Phật đó. Cho nên như vậy mà mình phải lấy cặp mắt huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn để mình xem coi cái pháp nào là thiện, pháp nào là ác. Xem cái người gần mình á, ai là người tốt, ai là người xấu, để mình nên chọn bạn nào tốt, thân thiện để học hỏi. Bạn nào xấu thì mình chưa đủ cái khả năng thì mình nên lánh. Cho nên á, chơi với bạn xấu như ở rừng, ở giữa rừng đao kiếm vậy đó, không biết mình bị tổn thương lúc nào. Mà trong tâm hồn thì cứ mãi luôn lo sợ. Còn chơi với bạn tốt thì như đi ở trong sương sớm vậy đó. Dầu không ướt áo nhưng tâm hồn nó luôn mát mẻ. Đó là kinh nghiệm sự việc nó qua rồi. Những người bạn mình chơi chung với nhau á, họ thường đem chuyện người khác mà nói xấu cho mình nghe đó, thì chắc chắn mơ mốt họ đem chuyện của mình họ nói xấu cho người khác nghe. Cho nên chơi với bạn á, phải biết lựa bạn là vậy đó. Những người bạn mà chơi với ta mà luôn bàn cái chuyện phiếm, chuyện tạp thế gian, gây sự bất hòa, chia rẽ đó, thì trước sau gì nó cũng dính tới mình. Chơi với những người bạn như vậy là không có một chút nào mà gọi là an lành, mà lại là trong tâm hồn luôn có sự lo sợ, nghĩ ngợi, bực bội. Ngược lại á, mà nếu ta chơi với bạn mà ta gặp được những người bạn mà thường hay nói những lời đạo lý, khuyên ta có tâm yêu thương, bình đẳng, tha thứ, có tính chất, có ta cái tâm chất trật thanh cao, không nói xấu, nói ác, không nói chuyện người này trước mặt, người kia sau lưng. Những người bạn như vậy ta nên chơi. Ta nên chọn làm bạn thâm giao. Bởi vì người xưa ta nói câu là thân hiền như tựa chi lan mà tị ác như yết xà, như quý xà, xà yết. Có nghĩa là người gần người hiền như đến vườn lan. Đó, trong này có đạo hữu, mấy đạo hữu trồng lan đó. Như đạo hữu Mẫn Nguyễn trồng lan phải không? Hay là đạo hữu Anh Lâu Phú Núi gì đó. Mấy đạo hữu trồng lan nó biết. Chơi với người hiền như là gọi là thân hiền như tựa chi lan. Thân người hiền như gần cái vườn lan. Cứ dòm thấy cây này, cái mình thấy nó có nét đẹp riêng của nó. Dòm thấy cây kia nó có nét đẹp riêng của nó. Cho nên cả ngày mình quấn quýt bên cái vườn lan mà mình thấy nó vui. Còn chơi với người ác là tị ác như quý xà yết. Chơi với người ác, người hung bạo như cái bằng con rắn độc. Không biết nó sực mình lúc nào. Hai cái câu đó Phật tử nên nhớ. Tôi nhắc lại: thân hiền như tựa chi lan, tị ác như quý xà yết. Chữ úy là sợ. Thân hiền như tựa là mình thân người hiền, giống như mình gần cái vườn lan. Mà tị ác như chi úy mình gần cái người ác ấy, mình lo sợ như là mình gần cái con rắn độc. Xà yết là con rắn độc, con trùng độc. Người học Phật, đệ tử Phật có cái trạch pháp là tránh nhiều cái việc bực bội, phiền não, xấu ác. Tránh càng nhiều cái việc bực bội. Thì bởi vì bây giờ mình chưa có đủ, hiện giờ huynh đệ thầy trò chúng ta chưa có đủ cái khả năng mà đương đầu với cái chuyện bực bội, xấu ác. Cho nên trước mắt là mình phải tránh thôi. Vì vậy mà cái điều mà trong Kinh Di Đà theo lẽ gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, mà tại sao bây giờ phải nói vấn đề gọi là trạch pháp này? Các vị thấy, cho nên đó, các vị thấy tôi giảng rất là rõ ràng. Tại sao Kinh Di Đà gọi là Đại Thừa? Mà tại sao mà nói về ngũ căn, ngũ lực, nó thất bồ đề phần? Mà ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần nó thuộc về tiểu thừa giáo, về 37 trợ đạo, trong đạo đế, trong tứ đế, trong 37 trợ đạo phẩm. Thì tại sao mà đã đại thừa mà còn có mấy cái này? Cái gì thấy không? Rất là căn bản. Cái bộ Kinh Di Đà là chư lịch đại tổ sư soạn căn bản cho Phật tử tu. Nhưng mà do các việc giảng dạy, do cái việc dịch giải, nói trên trời, trên mây, nói tưởng tượng của thế giới bên ngoài, cho nên như vậy mà vô tình vào Kinh Di Đà bị người ta xem cái người trí á, mà chưa hiểu ta xem thường. Chứ còn giảng đúng như vậy, các vị thấy một Kinh Di Đà rất là có ý nghĩa. Phật dạy từ cái ăn, từ cái ở, từ cái sinh hoạt, từ cái lựa chọn bạn mà chơi. Khi nào mình làm xong hết mấy cái chỗ đó rồi đó, mình được mà lên ngôi chính phẩm rồi đó, thì coi như là lúc đó mình nhìn trở lại tất cả những người xung quanh mình toàn là Bồ Tát Thánh Hiền không. Còn bây giờ chân mình còn dính bùn, có nghĩa là mình còn đang ở ta bà. Mình còn đang trong vòng tham vọng, trong vòng dục vọng, trong vòng dâm dục, trong vòng thực dục, trong vòng thì dục. Mà mình nói kiểu trên trời á, mình đòi cái kiểu trên trời đâu có được, đòi cái kiểu mà ngoài cái việc đó. Cho nên á, nhân tiện đây là tôi sẽ nhắc nhở cho một số quý tín nữ. Nhiều người mê chùa, mê thầy, bỏ chồng, bỏ con, bỏ việc nhà, lo phục dịch hầu hạ công quả cho chùa, cho thầy, nên xem lại. Nhớ ông bà nhà xưa người ta nói giỏi việc nước mới đảm việc nhà. Nhiều khi chồng con không có cơm ăn, mà không lo dọn dẹp, không lo cho chồng con, không lo nhà cửa, mà tối ngày chạy vô lo cho chùa. Lo từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài, dành nhau nấu cơm cho thầy, dành nhau giặt đồ cho thầy. Ông thầy, ông cùi à? Ông thầy, ông cùi, ông giặt đồ, ông được à? Dành nhau giặt đồ cho thầy, dành nhau nấu cơm cho thầy. Cho nên tôi nói cái thứ thầy chùa mà không biết nấu nồi cơm là cái thứ đó là thừa của xã hội. Thầy tu là phải biết nấu cơm. Không có nói thầy nhỏ lớn thầy không có nấu cơm. Phải biết nấu cơm. Thầy không biết nấu nồi cơm, thầy ăn thì thầy không có làm cái gì mà thầy độ sanh được hết trơn á. Bản thân thầy mà thầy lo không được thì thầy lo cho ai? Cái chuyện mà ăn mặc ở ngủ ỉa mà thầy lo không được, mà thầy đòi thầy lo cho ai bây giờ? Ít nhất là ông thầy tu là phải biết phục vụ cho mình trước, phục vụ cho được, cho xong cái việc ăn mặc ở ngủ ỉa của mình. Xin phép các vị cho tôi dùng cái danh từ rõ ràng vậy đi, chứ đừng có mà nói mé gì hết trơn. Thầy tu là phải lo cho mình trước cái chuyện đó, cái chuyện cá nhân của mình, cái chuyện thường sự của mình. Ngày xưa các vị biết các cái thời của Đức Phật, các vị đi tu toàn là hoàng thân quốc thích, Rồi sau này tới ni lưu đi tu, nữ tu á, có nhiều vị công chúa vương phi đẹp, đẹp tới mức độ mà ta phải lấy cái cây sắt nóng á, người ta nướng cây sắt cho nóng cho đỏ, ta ịn lên thì là cho nó xấu, để người ta mới đi tu. Tôi tu vậy cho ta tiến thân người ta tu. Còn mình ngày nay đi tu coi như là trời ơi, móng tay coi như là cắt nó nhọn liễu, còn không nó dài thòn như vậy nè, nó dài thòn để móc cái gì ha. Không lẽ móc rồi đi ỉa rồi móc rồi dục rồi móc rồi dục rồi móc dục. Thầy chùa, thầy cô ni mà để móng tay dài thòn làm gì? Mà trong giới luật nhà Phật là cấm, là không cho để cái móng tay quá 2 hột gạo. Không cho để móng tay quá 2 hột gạo. Mà mình đi tu mà để móng tay dài thòn làm gì? Để rồi cào mặt ai? Cho nên tôi nói các vị rằng á, rồi chưa kể đâu, rồi đi tu mà nhổ chân mày, đi tu mà mua kem mà xoa cho nó đẹp. Có những cái như vậy đó là không có trật pháp. Nó thì không có trật pháp thì không có cực lạc. Trên đời này không có cái gì bằng mình lo cho mình được rồi mình mới lo cho người. Mình lo cho mình chưa được, cá nhân mình lo chưa xong, quần áo mình không biết giặt, cơm mình không biết nấu, nhà chùa mình không biết quét, bàn thờ mình không biết dọn. Vậy mà mình đòi độ sanh là độ ai? Có cái gì mà độ người ta? Ít nhất anh phải cầm cái chổi anh quét chùa, anh phải biết tạo cấp và lâm địa, thời trí tuệ sanh, nhược vô tăng khách chí, việc hữu thánh nhân hành. Ít nhất anh phải làm những cái đó được thì anh mới dạy người ta được. Cho nên vì vậy mà tôi nói các Phật tử nữ, tôi nói đây là tôi nói các vị là không có nên gần gũi. Phụng sự Tam Bảo có chuyện đáng phụng sự là phụng sự. Không phải tối ngày là bỏ chồng, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, rồi đi ở trong chùa đó để gọi là làm con quả, để là phục dịch cho mấy ông thầy, dâng cơm dùi nước cho mấy ông thầy. Đó không có phước đâu, mà quả tới không chừng. Cho nên tôi nhớ có cái năm ở xin lỗi các vị, ở Đồng Nai, Nhân Trạch thì phải, có một ông thầy rồi cùng với một cái người Phật tử cùng tên, cùng họ, cùng chữ lót, mà bà này là vợ của ông phó công an tỉnh, cùng tên là Nga, cùng họ là Đinh, cùng chữ lót là Kim. Thế thì hai người Đinh Kim Nga, không, các vị không được comment cho nó thầy nào nha. Thế thì không biết rồi cùng tên, cùng họ, cùng chữ lót, vậy là tình cảm sao không biết. Cái bà vợ ông phó giám đốc công an này coi như là tối ngày cứ vô chùa đó ở đó, công quả, rồi ở luôn ở trong cái phòng kính của ông trụ trì đó. Trời ơi, ông chồng ông phó công an này, ông phát hiện ra, ông xách súng rồi, ông định bắn nát hết trơn hai người rồi. Nhưng mà nhờ cái ông lính của ông lính đi theo ông ship, lái xe cho ông ship đi, ông cản, chứ còn ông dỡ cái mé toàn cái phòng xuống rồi. Ông định ông lên còi rồi. Đó. Đó. Cùng họ, cùng tên, cùng chữ lót. Lúc đó là tôi là người biết rõ ràng sự này đó. Đó, tín nữ đó. Biết bao nhiêu tín nữ vì chùa, vì thầy mà coi như là chồng phải ly dị, gia đình phải tan nát, con phải thù mẹ. Như vậy thì cái phước hay là cái quả? Tôi nói vậy là tôi biết có nhiều người ghét vì người ta muốn công quả cho có phước, nhưng mà các vị nhớ rằng lúc nào có phước và lúc nào vô phước, lúc nào là quả. Biết bao nhiêu gia đình tan nát đổ vỡ vì vợ hay đi chùa. Đó là sự thật, chứ tôi không có nói, tôi không có trận nào cơ mai hết trơn á. mà tôi muốn ra là đạo Phật là luôn luôn bảo vệ cái hạnh phúc cho con người. Mà bây giờ mấy thầy tu mà mấy thầy không bảo vệ được cái đó thì làm cái gì? Cho nên tôi nói xin lỗi các vị nghe. Tôi là không phải là tôi là ông Thánh hay ông Phật, cho nên tôi chưa phải là hoàn hảo. Nhưng mà bản thân tôi chưa từng làm tan nát đổ vỡ gia đình ai. Tôi chưa từng phá kiến. Tôi bản thân tôi nói thật các vị là mấy mươi năm tu hành, tôi hàn gắn không biết bao nhiêu gia đình sắp đổ vỡ để thành trở lại gia đình một cách hạnh phúc êm đẹp. Tôi chưa từng phá kiến, tôi chưa từng gọi là phá pháp. Đành rằng tôi có những cái xấu xa hư đốn của tôi có những cái sai trái của tôi, vì tôi chưa phải là ông thần, ông thánh, ông Phật. Nhưng mà tôi chưa hề làm tan nát một gia đình nào. Mà có nhiều khi á, tôi phải hy sinh cái lợi cho mình mà làm cho gia đình đó nó hạnh phúc. Nó hạnh phúc xong rồi nó chửi ngược lại mình nữa cơ. Bởi vì mình phải hy sinh mình, ông thầy là phải hy sinh. Không phải là thấy con vợ tới lo cho ông thầy cái mình mừng rồi mình nói xấu chồng để cho con vợ nó bỏ chồng. Không, tôi làm cho vợ chồng hòa thuận với nhau, mà vợ chồng hòa thuận thì nó súng nhau lại, nó chửi ngược lại tôi cũng có. Tôi nói thật các vị là cuộc đời này tôi từng trải rất nhiều. Bởi vì tôi ở chùa 30 năm mà. Bây giờ này tôi còn chấp nhận để cho người ta mượn cái tên mình ra cho nó đặt bài ca, nó chửi, nó đặt bài, nó chửi, nó có tiền. Mình không bố thí, mình không cúng dường nó được thì nó mượn tên mình ra nó chửi để cho nó có tiền, thì mình cũng đâu có tiếc nuối chi. Cái chỗ đó để mình xả cái vô ngã của mình, xả cái ngã của mình thôi. Đó là sự thật. Không có gì phải ngại ngùng, không có gì phải sợ. Chừng nào khi nào mà mình làm tan nhà nát cửa người ta, mình phạm cái luật vào tù ra tội, vào tử ra, vào khám ra đường, phạm luật quốc gia, phạm luật của nhân luân đạo đức thì mình sợ. Chứ còn cái chuyện mà ôi cái chuyện ăn mặc ở ngủ ỉ á, mà ai không tham, ai không sân, ai không si, nó chửi đã rồi thôi chứ nó nhầm gì. Còn nhờ nó chữa vậy mà nó cũng gạt bớt được tín đồ bá tánh nhiều lắm mà. Bởi vì á, nếu mà tôi nhẹ nhàng, tôi giảng là im dịu, tôi nói mà cái lời nói nó rót vào tim ha, tôi cười mà nó có duyên, tôi nói mà nó ngọt ngào nữa rồi bá tánh nó đeo tôi chịu gì nổi. Cái sức tôi có hạn chứ. Cho nên tôi nói thiệt vậy đó hả. Cho nên như vậy mà người ông thầy tu cũng vậy. Mình là người tu hành, xả bỏ cái hưởng thụ giàu sang sung sướng rồi. Bằng chứng đức bổn sư của chúng ta có đầy đủ phước đức trí tuệ, lẽ nào kém phần hơn chúng ta ngày nay hay sao? Mà Phật không có cho ai và không chấp nhận người nào dưng cơm, đấm bóp, giác hơi, hầu hạ. Ngày ngày á, bưng bát đi khất thực, đêm ngủ dưới gốc cây. Còn thầy chùa ngày nay đó, đấm bóp, giác hơi, hầu hạ. Tôi có quen ông thầy chùa ở Canada nè. Trời Phật ơi, đi đâu cũng kiếm người đấm bóp, đi đâu cũng kiếm người giác hơi. Cái thân thì nó mập. Cho nên nó mập, cho nên nó mới rựng mỡ. Mà rựng mỡ cho nên nó nhức nhối. Rồi cứ tối ngày cứ đang nằm đó cho người ta đấm bóp, giác hơi. Tôi nói thật các vị, tôi nói ra nó đụng tùm lum, đụng tà la chứ thiệt á. Tôi là bây giờ đệ tử tôn, đệ tử con có, đệ tử cháu có đó. Hồi ở Việt Nam á, tôi khải móng tay tụi bay, hay mà tụi con đấm bóp cho thầy không à, tự giặt đồ, tự nấu ăn à. Này tôi làm được tôi mới nói được. Nó như vậy mới có cực lạc. Còn mình mà cứ là cái thứ gì mà bắt người hầu hạ, cung phụng ông hoàng bà chúa, đó là mình làm vậy là mình đi sai với cái chánh pháp nhà Phật, thì làm gì có cực lạc. Cho nên hai chữ trạch pháp thôi mà tôi giảng rõ ràng vậy đó. Nhưng mà mình nói nó quắc quả báo. Quả báo nó ghét mình, nó hại mình, rồi đời đệ tử của mình nó trả cái quả cho mình. Tôi nghe nó đệ tử tôi ngày nay đó coi như là tụng kinh xong rồi cái là bao nhiêu cô gái nó hòm chật, nó giỡn hí hửng hí ha, nấu lẩu, nấu chè, ăn đi, ăn riết để cho nó tiểu đường, ăn riết để cho tăng xong rồi cũng chết à. Tôi nghe đệ tử của tôi mấy thầy ở Việt Nam bây giờ vậy đó. Ăn xong rồi tối tụng được thời kinh xong rồi tụng mau cho rồi, quýnh cho lẹ xuống rồi các bà già thì đuổi đi về, còn các cô gái thì coi chứ tập hợp vô lo cho thầy, lo cho thầy. Cho nên tôi nói các vị mấy ông mà đàn ông mà có mấy cái con vợ mà tối ngày mà bỏ nhà mà vô chùa hoài, nó lôi đầu nó về vố cho nó mấy bọc tay cho nó tỉnh. Nó tỉnh. Chuyện nhà thì không lo, chồng con không lo, mà tối ngày lo cho chùa, lo cho thầy, ủi đồ cho thầy, nấu cơm cho thầy, giặt đồ cho thầy, nấu nước cho thầy tắm. Mấy cái đó đó lôi đầu nó về vố cho nó về, bọc tay cho nó tỉnh. Tôi xin phép các vị, tôi có nói lỡ lời các vị cũng cảm thông cho tôi nha. Tôi nói đây là nói sự thật, tại tôi không muốn Phật tử nào mà nghe Pháp của tôi mà đổ vỡ gia đình hết trơn. Mà phải trên thuận với hòa, chồng vợ cùng một tâm một ý tu hành thì mới thành tựu. Còn mà vợ tối ngày bỏ lo cho chùa, lo cho thầy không, nó không được. Đây là tôi nói các vị phải hiểu cái ý tôi nói, chứ tôi không hề ganh tị, vì tôi không cần cái đó. Tôi ganh tị với ai? Tôi không cần tôi ganh tị với ai. Đó là trạch pháp, tinh tấn, hỷ. Những cái này là tôi đã giảng rồi. Các Phật tử cố gắng nghe lại trong cái gọi là Phật giáo, giáo lý nhà Phật Đại Cương á. Tôi giảng rất kỹ về cái Thất Bồ Đề Phật. Hỷ là một đức tánh quan trọng. Muốn có cực lạc phải có hỷ. Muốn có cực lạc mà không có hỷ thì làm sao có cực lạc. Chúng ta đang học, đang chia sẻ cái cảnh giới cực lạc hiện tại nên ta đang sinh hoạt. Còn cái chuyện mà phía mặt trời lặn đó, chúng ta chưa cần quan tâm tới đâu. Mà nhân ngay nơi hiện tại để có cái quả tương lai. Mong quý vị cứ tạo cho mình cực lạc cái cảnh giới hiện tại trước đi. Rồi mai kia mốt nọ mặc sức tự tại thông dong, muốn bay phương trời nào đó bay. Muốn bay phương trời nào đó bay. Chúng ta làm sao mà luôn có tâm hồn cởi mở mọi lúc mọi nơi, luôn có tâm hỷ là tâm tha thứ. Gặp ai mình cũng vui vẻ, cũng cười tươi để cho người khác thấy mình không có buồn bực khổ sở. Cho nên tôi nói thật các vị với tôi là con nhiều khi đó, bên ngoài tôi cười cho bên trong tôi có nhiều khi nó cũng phiền tối rồi bời bời à. Nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng cười á. Nhờ cười cái mặt tôi coi đỡ một chút vậy, chứ cái mặt tôi mà không cười, cái mặt tôi không giống ai hết trơn á. Hồi xưa mà mấy đứa đệ tử tôi nhiều khi nó khó chịu với tôi, nó nói sư phụ, thầy mỗi lần mà thầy quạo lên á, thầy làm ơn thầy chạy vô thầy coi cái kiến, thầy dòm cái kiến, thầy thấy cái mặt thầy coi nó khó chịu cỡ nào. Vì vậy mà tôi nghe nó nói vậy cũng có lý, mấy em nó nói cũng có lý, cho nên tôi giờ tôi cười trước đi, cái đã cười trước mà vậy chứ lâu lâu nó cũng quên, nhưng mà đại đa số là nhớ lại là cười cho tâm hồn mình nó cởi mở. Đó là hỷ, khinh an, là phải hóa giải những cái buồn giận thương sợ yêu ghét muốn. Bằng mọi cách chúng ta phải hóa giải, nhiều chừng nào nhẹ chừng đó. Chính lúc tâm hồn nhẹ nhàng khinh an, chữ khinh là tâm hồn nhẹ nhàng, không bị đè nặng ưu tư khổ não, từ đó con người mới có an, gọi là khinh an. Chữ niệm là người muốn có cực lạc phải luôn chánh niệm, nghe vấn đề là biết được hậu quả của nó ra sao, ngửi, thấy, nếm cũng như vậy. Chữ định, tất cả pháp môn tu tập, tất cả lời Phật dạy đều nhắc đến định. Trong Phật giáo không ai có quyền dành riêng cho mình pháp môn thiền định. Ví như tất cả món ăn từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, từ đầu bếp thượng thặng cho tới đầu bếp bình dân đều phải sử dụng chất muối. Thiền định cũng như vậy đối với tất cả pháp môn tu tập. Xả, người muốn có cực lạc là phải hành xả. Ai mà tu hành thanh tịnh mà không thấy mình tu, ai mà làm việc lợi cho người mà không chấp việc mình làm, đừng xem việc mình thi ân, giúp ai điều gì đó thì nên xả. Xả là để trở về với tự tánh, không có bảo thủ, không có chấp mắc. Chính tấm lòng buông xả đó mới thành tựu công đức và làm rất nhiều việc lợi mình lợi người. Các vị biết trên thế gian này có ai mà từng đếm bước mình đi không? Có ai mà từng xem một ngày mình đi bao nhiêu bước không? Bởi vì mình không làm được việc đó, không ai làm được việc đó, cho nên mình bước hoài, bước cả một cuộc đời mà mình không ngao ngán. Mình may mắn là mình chưa có tàn phế, cho nên mình cứ bước tới, bước đi mãi trong cuộc đời mà mình không từng đếm bước. Còn thương cho những người bệnh tật tàn phế, họ quý trọng từng bước đi. Còn mình còn khỏe mạnh là mình cứ lành lặn như vậy mà mình bước tới. Cho nên trên sự sống hàng ngày của người đệ tử Phật, cần nên ý thức là chúng ta làm sao được an vui, lợi lạc cho mình, cho người. Nhưng làm rồi phải có đức buông xả. Lại thêm nữa, trong cuộc sống có những va chạm ít nhiều, vô tình hay cố ý làm xúc não đến mình. Mà người trên cái lộ trình tu tập cũng phải cố mà xả bỏ cho có an lành. Nếu như mình cứ ôm chấp, mình cứ chấp mắc cái lời nói, chính tự thân mình đau khổ cho mình. Lắm khi xảy ra cảnh trả hận, trả thù, dẫn đến ác đạo ba đường. Cho nên người xưa nó là thị phi vô thị tướng, tất cánh tổng thành không. Mình là người tu Phật, mình học Phật, mình mới biết cái chuyện thị phi, cái chuyện khen chê nó không có cái tướng, gọi là thị phi vô thị tướng, tất cánh tổng thành không. Cuối cùng rồi á, nó cũng thành không á. Cái chứ khen chê nó như cái ngọn gió thoảng qua. Nó ai mà nó chê tôi, nó chửi tôi không còn cái gì, các vị thấy là cuối cùng nó tu đâu có ốm đâu. Cứ mặc đồ nó cứ càng ngày nó càng chặt, nó bực mình quá. Ai mà lợi mà chửi tôi để cho tôi ốm mà tôi còn đền ơn, mà nó chửi riết mà tôi không ốm. Đó là tôi tập cho mình một cái pháp an lạc. Cho nên việc phải quấy khen chê nó không có tướng trạng dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, xanh đỏ, trắng vàng, không có cái nào thật hết. Nhưng vì tại vì chúng ta sống ở trong cái ảo vọng, cho nên chúng ta chạy theo cái tiếng khen rồi bực bội cái tiếng chê. Người khen ta đó chưa hẳn nó là đúng, mà người chê ta cũng không là thật. Cớ gì mình ôm áp để rồi mình ưu tư với tháng rộng năm dài. Cho nên như vậy mà cái tiếng chim kêu á, cõi cực lạc gọi là tiếng chim kêu là trú dạ lục thời, ngày đêm sáu thời trên cảnh giới cực lạc á, thường nhắc cho người cái pháp vi diệu là vậy đó. Hay nói cách khác là mình muốn có cảnh giới cực lạc là mình phải thường nghe và hành như vậy. Vậy thì ngay bây giờ mỗi người ta ý thức, ta trở thành một thành viên của cảnh giới nước cực lạc. Thôi tới đây xin tạm ngưng. Thì tới chúng ta tiếp tục học về Bát Chánh Đạo ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.